quá đấy. Tiếp nối chương trình, mời quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu để cùng theo dõi phần biểu diễn của đội nghệ thuật quần chúng đến từ huyện Con Cuông. Chương trình tham gia hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 5 năm 2019 của đội nghệ thuật quần chúng các dân tộc thiểu số huyện Con Cuông gồm các tiết mục bức tranh du lịch cộng đồng, ơn cụ Hồ, lễ hội lồng tồng, thả bươn dưới trăng và tiết mục nghĩa tình Con Cuông. Chương trình sử dụng các tác phẩm của các tác giả cố nhạc sĩ Lương Tuyển, nghệ nhân ưu tú Lê Hoàng, nghệ nhân ưu tú Lương Nghiệp, với sự thể hiện của các nghệ nhân, anh chị em diễn viên đội nghệ thuật quần chúng các dân tộc huyện Con Cuông biểu diễn. Và sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Ngược dòng Nam lên với Con Cuông, nơi có vườn quốc gia Pù Mát, khu dự trữ sinh quyển miền Tây. Đến với Con Cuông, quý khách sẽ được tham quan những bản làng du lịch cộng đồng, những ngôi nhà sàn với lối kiến trúc cổ độc đáo. Nếp mình bên dòng sông Lam hiền hòa, bản du lịch cộng đồng đẹp như một bức tranh đồng quê thanh bình, vừa mang một vẻ đẹp của một làng quê xây dựng nông thôn mới, vừa mang một thần thái của những bản làng đã có từ lâu đời. Đến đây, quý khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên trong lành,
trải nghiệm các phong tục tập quán đa dạng của đồng bào dân tộc Thái nơi đây.
Thank you.
Ừ, mò mường do cao so mời cả trà chiên sẽ con tán, cháu linh cháu già, cháu nằm bằng ba, cháu hay cháu nà nơ. Ơ mệt phi hải, bài ó bê đi ông mà phi bơ nhằm chiên, ở bán mường có ế tống ế tết, ở lầm hờ bang đi đẹp chép ngàm mồm lẻo phèo túa. Ơ, mà đi mời tâm khám mưa mơ nghen đi, chép khám bơn chiên, mò mồn cặp chú con mà tăng có sàng bọc. Ơ, mì phân kháu, lão phù mạng, mà su con tán, ế lê lồng tống, phi bơ. Ơ, mò mường, so mời âu, cháu lim cháu giá, cháu nằm bạc ba, cháu hỏi cháu na, mà kín mà mạc mà bác mà hùa. Chẳng khôn chẳng khôn mà bán á mường, ốc tí mơ, lộng nà tí mơ hào, khẩn hay cao khẽ ngờ hắn kỳ quảnh, bà tóng hắn bóng bán á hài lơ, phong khổ chú thầu bằng bí chú đi bàn nghen hỏi tôi, ơ, mà kín mà mạc chẳng khôn chẳng khôn đi nơ. Bàn mương ơi tôm ê chiên năm lăm năm ba bồm leo khèo túa nò ngàm
quên, vì nhớ ra đi bao niềm quê, mang truyền thống từ quê hương đất hồng ta ghi bao đời. Huyện Con Cuông đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho hội diễn của chúng ta thành công, tốt đẹp.